សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Subject Verb Agreement ហើយវាគឺជាមេរៀនវេយ្យាករណ៍មួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកណាគេដែលទើបតែចេះភាសាអង់គ្លេសបានតិចតួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែគិតដល់រឿងសរសេរហើយអញ្ចឹងរឿងសរសេរចំណុចសំខាន់មួយគឺ Subject Verb Agreement ហ្នឹងណាយាយអញ្ចឹងក៏មិនមានន័យថាមេរៀននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទៅសម្រាប់ការនិយាយបានណាមែនទេ vô tới ca dạy của bạn đấy thì cô ta subject agreement đó, cứ dạy ta xe ấy về thời ca dương hợp đẹp về thầm thời mà thì sao ông lấy nó về đà subject mùi nồng verb bao dương với agree cho mùi kia dương là mình cầm hỏi chẳng là lời dương ta mơ mơ ta ta subject verb agreement nó vì chỉ xây kia vấn hai dương thời thường mới cầm hỏi mình cầm hỏi này nè dương ta mơ mì mà dương hỏi chẳng kia thá the subject of a sentence controls the form of the verb in that sentence. This is called agreement. A verb must agree with its subject. Cho nên không phải dấu mũi, dương thở miên verb mũi. Hai bờ sân thì dương miên subject á. Subject nó cứ chỉ nhạc cục cồn verb nâng. Hai verb nâng thở chỉ verb plural rồi cả singular dân thở. Cho nên dương thở mơ subject nâng. Ủa từ hót đây bị dấu này. I am going home. Hôn là hát ấy bằng cả lại nâng dương thở em. Cả lại nâng tâm bất dương miên chùm rớt bấy á. Dương miên em, dương miên x, miên a. Của tổng rộng present continuous khi còn là phép chứ ngoài phép phép verb to be chẳng hát ấy bằng dương cho em giờ cho is giờ cho a cứ mua hát là xa ai nhỉ ai kêu dương phở một em we are going home chẳng khơi nơi tin gì hết giờ đã vì em nhỉ giờ đã vì a để ra vì vì you day kêu dương prap ra hồi verb to be a Tom is being silly chẳng nào khơi nơi tin gì giờ đã is mua hát là xa Tom giờ đã em giờ đã a giờ đã is đại sa Tom nó bật sinh như nào tầng học nên nam thêm chữ nút ấy chữ là he đấy chân he mình thở phần một is nhưng mà trong phải vô lấy box man chờ nè ở trong phải vô chỉ là cái này cái third person singular ấy nhẹ nhàng vậy phải vô chờ nào nên bài sai là chân của bài bài sai nào nên kết sự mạnh cho nhung bên nào nên chữ nút Tom nè chữ nút đấy ấy mình chữ nút là he đấy chân he she it cái mà như phần một is you have no right to say that chân nào nên cái này tiếng này cái phần bị have cái ở phần has đơn giản khổm như thế đọc bên kia dễ thang she has a kid với cái đã has mình kia đã have mua hát cái đã sa you đã sa she này chân you cái ao dân pra pra cho mỗi nồng verb at mean time s đọc bên she cái ao dân pra pra cho mỗi nồng verb đã mean time s cả rồi này trong bộ bị have này bị với time s với tờ chỉ has vậy vì at mean tờ say tha h a v e s vậy vì thật đô tờ has vậy còn tai dân chơi nó have đã sa you I, you, we, they, verb at mean as they, he, she, it, verb to time as. Trong mấy hiện bao nhiêu ngày nữa, maintain the subject verb agreement, cứ dân thật bình mơ subject nữa. Ta ta nó singular rồi plural, hay dân thật đã verb singular rồi plural đấy. Rứ cứ dân thật đã verb time as, it got time as. Trong là lấy dân thật mơ to tiệt. Trong này học mơ ưu tiêu hóa, cái đã thật the boy is at school. Nếu có mình vẫn the boys are at school. Chẳng khởi nhé, a boy lớn là mean as, singular. Chẳng hãy bạn là nít, ta đã is. Còn ta đọc về the boys nít, plural với, kia đã à với, kia đã is. Her dog barks a lot. Nào khi cần dog nít mình ăn, ta mua gì, thế nhé. Cho mình barks nít thang s. Đó là nít với her dogs bark a lot. Nên nít ở mình s nít là bark, mình là dogs với. Chân là bây đại subject bao dương singular, dương thờ phở verb singular này. Hai verb time s singular nè, tích cho lòng thờ verb time s plural mẹ nè. Subject time s mà plural. Đôi her dogs nít, thế nhé mình s nó plural. Đó verb. Ot s là nó mà plural rồi. Chân cùng cho làm lại nó nè, nè ngọt nè, bài trẻ đắt nè. Chân nè hay vô lại nó ấy, à lời ní dân tập bình đất mơ mơ thả tá, sắp chết bởi phê nào với nè kia chặt tục thả singular, rồi sắp chết bởi phê nào là kia chặt tục thả plural, nên tập mơ thả ngọt nè. Chân cho nói tí mối kia nhìn hình quantity, bà xin sắp chết bao dưỡng chỉ là cả nạp bạc rồi mà, à nâng kia chặt tục với thả chữ singular. Bọn ta bà xin dự dưới chì vật thốt, bạch đợi lại bị kia với nhé, à nâng plural rồi. Nè hình mơ này, all the bread is moldy. Cái thá nồng băng tầng ớt nâng đọc sật này. All the apples are moldy. Chứ nào khi khơi nên tí nhỉ? All the apples nhìn đã à. Phụ apples chẳng dương rộp mùi 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 á. Khi đã để lại bị kinh nghiệm. Còn ta đo bread win. Bread chỉ nàng rộp mặt bàn. Cái chất tốt quý thay chỉ bạc rồi mà ta mùi. Chẳng hai bản này như phở is. Some money has been stolen. Cái thá lôi mùi cho nguồn thầm bàn kia lôi vậy. Nào khi mà lôi rộp mặt bàn này. Chẳng chỉ lạc nạc bạc rồi mà này. Chẳng hai bản phở mùi has. Còn ta đọc bê kênh dưới là some books. Books. Phải một cái ba, phải bị cái ba, phải bây cái ba. Chẳng hề rộp ba này, hẳn nâng cái đại hạt rồi. No damage has been done. Cái thái ở toàn miến, cả khối khả đây thì.
tại là nỉ cái phần damage, damage nó rộp bàn. Chẳng hạn bạn là nỉ has. No losses have been incurred. Cái thao mình ấy bạc bằng. Losses, hoặc bán, chẳng hạn bạn nào hơi khơi nè. ES, hai nỉ mà cái đã have. Chẳng mình ấy thầm mà nhớ, cái lại nỉ nào hơi thầm chai, chai ở bây giờ, thà nào nó nào rộp bán, được nào rộp bán. Rứ còn nào nó chỉ là cái nạc bạc rì màn chạy. Bởi bạc rì màn, được cái nào rộp bạc bán, hả năng singular. Bởi rộp bán, hả đại đại lại bạc nha năng chua rộp. Chẳng chẳng nói môn ý dừng dễ chọc á nè tặng ọc nế, dừng nâng tớ dễ chẳng nói bị bây tiệt. Và tại môn tớ nhóm chọn nè tặng ọc nế chui like hay share video này phóng, bởi nè ọc nế dô thăng video này miền bởi dạo. Bởi nè tặng ọc nế khơi video này nè lơ bọc YouTube at Niche School, complete chọc like phóng. Hai bởi xin dì nè tặng ọc nế khơi nè lơ Facebook, nè lơ tầm bộ at Niche Online, rồi còn nè tầm bộ at Niche English School, complete chọc like hay share phóng. Like hay share bởi nè tặng ọc nế nâng hay cư chùm rồi nhớ tập chất ai nhóm, có đôi chia sẻ lạc với sao lì at Niche, đảm bây phần lật video mê riêng đi bởi thang tiền. Chẳng còn play like hay share bóng á, ọc hôn chân. Nên ní với những chỗ mà cả đời này cả bà bị hàng mục nè, đôi chỉ bị every ní, hả ní cứ singular, nạc nê thời trăm luôn này. Every bây giờ đạo mùi nào, nào cứ singular, hai tầng mũ nó singular đài, chẳng hai bà nên ní nạc lấy thường has. Bị each gần chân nè, chẳng each cứ singular đài, chẳng hai dân nạc has. Vẫn tay chẳng bố all với nhá, all plural, cho nạc lấy thường all the students, hả ní plural đã have. 3 kilos of carrots is far too much. Cái thà cà rốt bay cái lỗ trơn bây giờ. Nhạc lấy khơi này cái đã S. Nhạc lạc gọt khơi kilos này mình S. Còn ở này đã A. Ta vẫn ở đây. Kilos này cứ dễ cả đời này. Bạc đời màn. Cái phép dương mấy quantity. Chẳng ở đây bạc đời màn. Cái chạp tục viết thà chí. Singular. Hai bạc đời màn này tính cứ là khả nạc tùm ngôn. Weight. Nên này với nhạc lấy mơ này. $6,000 seems. Nhưng khơi nhé. Lôi vào mỗi bọn đời lá. Ta này cái đã seems. Seems ấy cái nhạc này. Singular thật đấy. Chẳng subject này singular. Anh ấy pariman lùi. Chẳng lùi có khi chạy tục thật singular này. Chẳng pí nè. Wait hay money. Tí bầy. 5 days is a long time to wait. Nạc lên 5 days. 5 days. Bởi dương cất một số dân thờ plural bà này. Bởi ta cái đại ý xin. Mù là hát đời xa anh ấy pariman này. Hay pariman lại này chỉ là con á. Time. Nên ý vấn 25 miles is a long way to walk in one way. 25 miles. Kênh S ấy. Nè khá cho lòng ta plural. Mẹ nè. Bạn đàm án đài. Hai ní chỉ là cái nè. Distance. Weight, distance, height, money ấy nữa. À nâng kia chá tục với thầy chỉ singular đó. Bạn đàm án. Trong phố nơi tí ní chỉ ấy để nè học lên thầy trần nam. Ô tự hỏi được cả này nhỉ. Math is not as interesting as history. Cái tham mục của chia, cái nật của chia cứ ớt cua cho bà rõm đối và quả tự xa hay. Trong math nè học lên kênh xe mùi S ấy. À nâng cứ chỉ mục với chi vậy? Mục với chi nó mình S chứ mục. Mathematics sẽ mình S chứ mục. Ta sẽ cắt math chẳng có mình S này. Chẳng hay mình cái đại S. Hai kéo bởi viết mình chẳng thế đó. Như mình economics, electronics, ethics, linguistics, mechanics, phonetics, physics, politics, semantics ấy nâng. À nâng sẽ tầm mục với chi vậy? Hai nhóm mặt trong bộ phế này thì ní. Nhạc là bài chết việc khác. Và ta bỏ chết thế thì chạy vào chẳng nào nó cỡ lòng đi tới. Sẽ tầm mục với chi vậy nâng. Nên lý vĩnh cư activities. Chẳng activities ai biến ủng từ hồ đối chí aerobics, à hồ ấm hát bàn lực đại lực chương ấy nè, nè khuyên nhận xin S nè. Athletics, gymnastics, hay game, ai biến ủng từ hồ đối chí chariots, darts, dominoes, musical chairs ấy nè. Chẳng nè khuyên mưa ở biển tầng ớt nè, sất tầm biến S tầng ớt, bốn tài, singular tầng ớt. Chẳng khơi nhé, tỏ dương chết hay dương khóc chuộc về tình, bởi mình chết thế dương phở phải khóc vào đầu. Chẳng mà đón tiếp, chụp nào nào mỗi bỏ cho bà thấy chạy thì tao với singular được cái plural. Nên đi vĩnh, chỉ nào mỗi đại mơ tới singular, bằng tay tao với plural. Ủa đó đó chỉ the police nè. The police nè mà xin đại lưu police mà nè. Tôi đối với xin đại lưu crom police mà. Bởi police mà nè, bởi bị policeman nè vậy nè. Chẳng khởi nhé, the police tao chỉ A vậy. The cattle, sạp biển nè, were. Rồi có, dương chặt tục với đời A chứ. Anh ấy đòi xa, pass simple lắm. People are, folk need the people, then it bandu đây. The youth, you were way, and it tajia a đây. The clergy, and it ka a đây. Chẳng bây giờ, nào khá mơ tớ ở mình S, còn ta plural. Tajia mình S đây dừng kết thật plural, bài tajia singular. Chẳng lại nên thở chạy. Chẳng cho bây giờ này tầng học nếp, mê yên bao giờ mình tập bình năng tí. Chẳng mê yên ní kì cho này tầng học nếp bây giờ ta lơ hướng, subject năng tí. Hai mê yên ní mình lùm hát á. Lùm hát nâng nhưng đặt nâng nông krom riêng phía sang lấy ad kết thái lưu Facebook rồi bác sẽ làm phía sang lấy ad niche. Bởi nè tầng ọc ní ở toàn khai chơi xe mà chất tế nè tầng ọc ní ai tầm mơ lính nè khổ bị tớ. Cho tớ nè ọc ní nè khai chơi xe mà chất tế.
từ thua làm 2 tháng tới là bây đăng thân nào để dồn mì như cho bạn này. Và nè tặng học nè toàn bán cho subscribe từ lớp post YouTube và xa lạp vì sao lấy NHD cũng phải cho subscribe hóa nè. Cho tới nè tặng học nè là tụi bán notification ấy là bây đại dưỡng miền video của mình. Học con chờ nè bán cho này bây mình nhóm. Nhóm nè chung nè tặng học nè video khỏi khỏi tiền.